quý vị, thực hiện kế hoạch số 103 ngày 11 tháng 1 năm 2021 của Công an tỉnh Long An về tăng cường phòng chống dịch COVID-19 và kế hoạch số 132 về bố trí lực lượng đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống ùn tắc giao thông dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu của Phòng Cảnh sát Giao thông nhằm giúp bà con vui xuân đón Tết vừa an toàn vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Chuyên đề an toàn giao thông hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông kết hợp với phòng chống dịch COVID-19 dịp Tết Nguyên đán. Với vị trí cửa ngõ từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Tây và ngược lại, những ngày nghỉ lễ Tết, tỉnh Long An luôn có lượng phương tiện khá lớn lưu thông qua địa bàn. Chính vì vậy, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng đặt ra cho lực lượng làm công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong những ngày diễn ra Tết Nguyên đán sắp đến. Đường Tết xe đông á, mong lực lượng kiểm tra thường xuyên nhiều cho đỡ kẹt xe ùn tắc giao thông. Nếu không điều tiết giao thông thì đoạn từ ngã tư Bình Nhật tới ngã ba Gò Đen cho đỡ ùn tắc giao thông. Nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết năm nay còn gắn công tác phòng chống lây nhiễm dịch COVID-19 trên các tuyến giao thông. Mục đích yêu cầu của đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cao điểm là tăng cường phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và kiềm chế tai nạn giao thông, tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông, phòng chống đua xe trái phép và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên các tuyến giao thông. Mặt khác, sẽ kịp thời cương quyết xử lý nghiêm các chủ phương tiện, người tham gia giao thông không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch. Đồng thời, thông qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng làm nhiệm vụ cũng kết hợp tuyên truyền người dân chấp hành nghiêm pháp luật giao thông và các biện pháp chủ động phòng tránh dịch COVID-19. Qua đó, nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ trong công tác chấp hành nghiêm túc điều lệnh công an nhân dân. Long An chúng ta là một tỉnh có địa bàn về mạng lưới giao thông đường bộ khá phức tạp. Chúng ta có 4 quốc lộ đi ngang địa bàn Long An chúng ta để về các tỉnh miền Tây. Thì trong các cái dịp lễ Tết đó, thì lưu lượng phương tiện luôn tăng cao trên các tuyến quốc lộ này. Cho nên là xảy ra cái tình trạng là phương tiện di chuyển chậm, có lúc lại là xảy ra ùn tắc. Đây là một trong những cái điểm bất ổn về an toàn giao thông trong dịp Tết. Vấn đề thứ hai là trong thời gian gần đây, tình hình tai nạn giao thông vào những ngày cuối tuần khi phương tiện tăng cao thì cũng có chiều hướng tăng theo do cái người tham gia giao thông đông. Thì trên đường thủy thì chúng ta hiện nay là vẫn còn những cái vi phạm phổ biến, một số phương tiện tham gia khi các bến qua các bến khách ngang sông thì không có đầy đủ các cái dụng cụ cứu sinh cũng như là đảm bảo an toàn cho hành khách. Những người quản lý các cái phương tiện này thì không có cái hướng dẫn cụ thể cho cái người hành khách an toàn qua sông. Đó cũng là những cái bất ổn mà nó có thể dẫn đến tai nạn trong cái dịp Tết. Theo ghi nhận của chúng tôi, những ngày qua trên các tuyến giao thông qua địa bàn tỉnh, mật độ phương tiện tham gia giao thông đã tăng dần theo từng ngày, nhất là trên các tuyến quốc lộ. Chính vì vậy, công tác phân luồng chống ùn tắc giao thông cục bộ đã được lực lượng làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát hết sức tập trung với nhiều phương án sát với tình hình thực tế. Cụ thể, trên lĩnh vực giao thông đường bộ, cảnh sát giao thông tập trung lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các lỗi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó tập trung vào kiểm soát đối với các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, tránh vượt, dừng đỗ không đúng quy định, chở hàng quá tải, quá khổ, quá số người quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định, không nhường đường cho xe ưu tiên, không có giấy phép lái xe hoặc giấy phép lái xe không hợp lệ. Xe hết niên hạn sử dụng, quá niên hạn kiểm định, xe ô tô chở khách, ô tô vận tải container và xe mô tô là những đối tượng tập trung kiểm soát, xử lý. Từ việc kiểm tra, xử lý thường xuyên nên việc tự giác chấp hành pháp luật giao thông và đảm bảo tuân thủ các biện pháp phòng dịch của chủ phương tiện cũng như hành khách trong những ngày giáp Tết này được nâng cao. Tôi lên thì coi như là tài xế cũng nhắc nhở đeo khẩu trang,
đó, coi như là cái gì cũng bảo vệ an toàn. Như vậy là tốt, tại vì nó đúng là bình thường cũng phải đeo khẩu trang để không có, thí dụ trường hợp không dịch đi nữa cũng phải đeo khẩu trang để cho kiểu như tránh bụi ha này kia, cũng an toàn tốt lắm. Nè, thấy mấy anh cảnh sát cũng thường xuyên kiểm tra. Dạ, thấy vậy cũng an toàn cho những người đi đường giống như chúng tôi. Thứ nhất thì đầu tiên phải sát khuẩn tay và đeo khẩu trang thường xuyên, và lên phải đeo seat belt lại. Quan trọng là lúc nào cũng phải là đeo khẩu trang, nó cũng rất là dễ dàng để khi đeo vô mà, cho nên là rất là bình thường. Và em cũng khuyến khích mọi người nên phải đeo, cho dù là có lên xe hay không lên xe, tập trung đông người vẫn phải đeo lên để bảo vệ cho bản thân của mình. Xe nó chạy chen rắn rồi nó không có điều tiết, nó bị kẹt xe, ủng tắc giao thông, thì điều tiết thì nó không kẹt. Cảnh sát giao thông tỉnh cùng với công an các huyện thành phố có các tuyến quốc lộ đi qua sẽ bố trí 24/24 ở các ngã tư, ngã ba trọng điểm. Các phương án huy động phương tiện chuyên dụng để sẵn sàng cẩu kéo các phương tiện khi có tai nạn giao thông xảy ra cũng đã được tính toán chu đáo. Các phương án hướng dẫn phương tiện lưu thông để giảm quá tải trên các tuyến quốc lộ cũng đã sẵn sàng. Theo phân tích của Phòng Cảnh sát Giao thông và Ban An toàn Giao thông tỉnh, nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Long An năm 2020 chủ yếu tập trung những nguyên nhân. Đó là đi không đúng phần đường, làn đường, tránh vượt sai quy định, sử dụng rượu bia và không làm chủ tốc độ. Tuyến đường xảy ra tai nạn nhiều nhất là tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Trong đó, nam giới gây ra tai nạn chiếm phần lớn số vụ. Độ tuổi gây tai nạn chủ yếu là thanh niên và phần lớn các vụ tai nạn đều có liên quan đến rượu bia. Từ thực tế đó, kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông Tết, lực lượng chức năng sẽ tăng cường xử lý nghiêm các lỗi vi phạm là nguyên nhân tai nạn. Trọng tâm là lỗi vi phạm nồng độ cồn, quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, tránh vượt sai quy định. Thông qua hoạt động tuần tra, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ phối hợp bắt giữ các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông như cướp giật, vận chuyển hàng cấm, vận chuyển pháo nổ, vân vân. Đồng thời, chủ động phối hợp với các ngành chức năng xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, hành lang lộ giới, bảo vệ an toàn các điểm vui chơi, giải trí cho nhân dân. Trên lĩnh vực giao thông đường thủy, lực lượng tập trung kiểm tra các loại phương tiện thủy nội địa, hàng hải, tàu cá hoạt động trên đường thủy nội địa, bao gồm phương tiện chở khách theo tuyến cố định, phương tiện chở khách sang sông, tập trung kiểm tra điều kiện an toàn đối với hoạt động chở khách, đặc biệt là thiết bị cứu sinh, cứu đắm, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, vi phạm về công vụ, dùng hoạt động của phương tiện. Đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa, tập trung kiểm tra hạn đăng kiểm và các phương tiện chở xăng dầu, hàng hóa nguy hiểm. Đặc biệt, đối với các phương tiện lắp các thiết bị bơm hút, lực lượng tập trung kiểm tra tiêu chuẩn kỹ thuật và tính hợp pháp của các phương tiện, xử lý nghiêm tất cả phương tiện vi phạm. Qua kiểm tra, lực lượng sẽ kết hợp với công tác tuyên truyền sâu rộng đối với bà con mưu sinh trên sông nước và người tham gia giao thông thủy. Phòng Cảnh sát Giao thông trong dịp Tết này đã tham mưu ban giám đốc có kế hoạch mở cao điểm tấn công tội phạm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch cũng như là Tết Nguyên đán Tân Sửu cũng như các lễ hội đầu năm 2021. Thì qua đó là có thể phát huy được sức mạnh tổng hợp của lực lượng cảnh sát giao thông trong việc thực hiện các cái biện pháp nghiệp vụ, từ tuyên truyền đến tăng cường xử lý vi phạm giao thông đường thủy đường bộ, và đảm bảo ứng trực chủ động, có phương án phối hợp phân luồng điều tiết giao thông, bảo vệ dẫn đoàn, điều tra xử lý tai nạn giao thông cũng như đăng ký quản lý phương tiện, phòng chống các cái loại tội phạm lợi dụng đường thủy và đường bộ trong dịp Tết. Trong mọi tình huống thì lực lượng cảnh sát giao thông phải đảm bảo huy động tốt về lực lượng, phương tiện kỹ thuật, nghiệp vụ, đảm bảo chủ động xử lý kịp thời tình huống, không để bị động, không để xảy ra ùn tắc cục bộ trên các tuyến giao thông, đường bộ, đường thủy, đảm bảo phòng ngừa hiệu quả, kéo giảm tai nạn giao thông, cũng như là đảm bảo cho nhân dân vui xuân, an toàn. Phòng Cảnh sát giao thông cũng có kế hoạch thực hiện tốt các phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông với tăng cường phòng chống COVID-19, đảm bảo theo công văn số 103 CATBB01 và công văn 69 QBND VHXH ngày 8 tháng 1 2021 của Ủy ban nhân tỉnh về tăng cường phòng chống dịch COVID-19. Thì qua cái chuyên mục này,
Bản thân tôi mong muốn là bà con cô bác, những người tham gia giao thông qua địa bàn Long An trong dịp Tết Tân Sửu là chúng ta phải hết sức cảnh giác, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid, là chúng ta phải thực hiện nghiêm yêu cầu 5K trong phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế là khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập và khai báo y tế. Cụ thể là những người tham gia giao thông công cộng là chúng ta phải đeo khẩu trang, và những người không thực hiện đúng việc đeo khẩu trang sẽ bị xử lý nghiêm theo Nghị định 117 của Chính phủ ngày 28 tháng 9 2020. Vấn đề thứ hai là khi tham gia giao thông trong dịp Tết này là mọi người tham gia giao thông phải đảm bảo cảnh giác, chấp hành nghiêm các quy tắc chung của luật giao thông đường bộ, cũng như trên đường thủy thì chúng ta phải chấp hành nghiêm cái quy tắc chung của luật giao thông đường thủy. Với những giải pháp phòng ngừa trên, hy vọng sẽ giữ vững được tình hình trật tự an toàn giao thông trong các ngày Tết đang đến gần, làm tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi năm an toàn giao thông 2021. Để làm được điều đó, lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông mong muốn người dân nêu cao hơn nữa tinh thần tự giác chấp hành luật giao thông, tuân thủ các hướng dẫn phân luồng, phân tuyến của các lực lượng làm nhiệm vụ. Và rất mong mọi người vui xuân nhưng phải đặc biệt tuân thủ triệt để các khuyến cáo về phòng chống dịch của cơ quan chức năng để những ngày xuân được vui tươi, an toàn, trọn vẹn. Chuyên đề an toàn giao thông hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị các bạn. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên đề sau.